Xin chào, chào mừng bạn đến với Là Mẹ Vinox. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các chị em 9 dấu hiệu nhận biết mình mang thai giả. Từ đó chúng ta tìm ra nguyên nhân và có hướng điều trị, giải pháp thích hợp. Mang thai giả, giả tức là không có thật. Hiện tượng này nó gắn liền với những vấn đề về tâm lý ở phụ nữ. Thế nên chúng ta nắm rõ được những đặc điểm, dấu hiệu của mang thai giả sẽ giúp các bạn thoát khỏi ảo tưởng, tránh khỏi những thất vọng không đáng có và cứ cho rằng, cứ nghĩ rằng bản thân mình đã thực sự mang thai. Mang thai giả hay còn gọi là thai nghén giả, mang thai tưởng tượng là một tình trạng bất thường. Trong đó, người mang thai có những dấu hiệu, những triệu chứng, biểu hiện có sự thay đổi, mất cân bằng nội tiết tố giống như là người đang mang thai thực sự. Tuy nhiên, lại không có hiện tượng thụ thai và bào thai, có dấu hiệu mang thai nhưng mà que thử chỉ có một vạch thôi. Hiện tượng này thì không chỉ là nó gặp ở phụ nữ, ở người vợ mà còn có thể ở người chồng, người nam giới sẽ gọi là mang thai đồng cảm. Cũng có những triệu chứng tương tự của người mang thai, của bà bầu như là bị tăng cân, bụng to, buồn nôn, mệt mỏi. Vậy cụ thể 9 dấu hiệu cho thấy là bạn đang mang thai giả là gì? Thứ nhất là hiện tượng bụng phình to bất thường. Đây là một triệu chứng mang thai giả rất là thường gặp, khiến cho bạn lầm tưởng rằng trong bụng có em bé đang phát triển và lớn lên. Tuy nhiên, đây thật sự không phải là tình trạng mang thai thật, bởi những phụ nữ mang bầu thực sự trong những tháng đầu thậm chí là còn bị sút cân, chưa lộ bụng, chưa rõ bụng. Tùy chiều cao cũng như là thể trạng cơ địa từng người mà chị em đến tháng thứ 5, tháng thứ 6 bụng mới to lên một chút, mới rõ bụng. Ở trường hợp mang thai giả là do chị em chúng ta ra sức hấp thụ dinh dưỡng, ăn nhiều đồ ăn, nhiều chất khiến vòng hai của chúng ta to lên, tăng cân, nhiều mỡ bụng hoặc là những vấn đề về tiêu hóa, hiện tượng đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu khiến bụng chúng ta phình to ra. Dấu hiệu thứ hai là hiện tượng chậm kinh, tắc kinh, mất kinh. Hiện tượng này thì giống với người mang thai thật, nhưng không phải là do cái nguyên nhân là chúng ta mang thai, mất kinh nguyệt tạm thời do mang thai, mà là do những tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến những hormone sản sinh trong cơ thể người phụ nữ. Khi chúng ta ở trạng thái căng thẳng, lo âu, áp lực, stress quá mức và kéo dài khiến cho mất cân bằng nội tiết tố và ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt, thậm chí là bị trễ kinh, mất kinh cả mấy năm liền. Ở trường hợp này thì nó sẽ rất là phổ biến ở những người mang thai giả, và nó kéo theo thêm trường hợp thứ ba, dấu hiệu thứ ba của mang thai giả. Đó chính là que thử thai hiện lên hai vạch. Triệu chứng này thì không phải là tất cả những ai mang thai giả sẽ gặp phải. Có những người là thử quen một vạch nhưng vẫn tin rằng là mình mang thai. Nhưng có những chị em có xuất hiện hai vạch, gọi là hiện tượng dương tính giả. Nhưng siêu âm thì không có thai. Tại sao lại như vậy? Hiện tượng hai vạch đây là do sự tâm lý, áp lực, lo lắng nên ảnh hưởng đến những hormone trong cơ thể. Việc mong con quá mức sẽ khiến bạn bị rối loạn, cộng với việc là chúng ta thử que thử thai không đúng cách vào buổi chiều hay là buổi tối, quá có sử dụng thêm các loại thuốc sẽ khiến que thử thai nó bị sai lệch nên hai vạch nhưng mà thực chất là không có thai. Dấu hiệu thứ tư là chúng ta cảm giác thai máy ở trong bụng, có hiện tượng là em bé đạp chuyển động ở trong bụng của người mang thai giả, mà thực chất đó chính là sự chuyển động nhu động ruột non, sự sôi bụng hay là liên quan những vấn đề về tiêu hóa. Có đến 50-70% những phụ nữ mang thai giả cảm thấy có sự chuyển động và tưởng tượng là em bé thai máy ở trong bụng. Dấu hiệu thứ năm chúng ta có thể nhận biết là ngực thay đổi, to lên, nhạy cảm, đau tức ngực và phần đầu ti nó sẽ sẫm màu hơn thường. Có hiện tượng là rỉ sữa non, khiến chị em chúng ta cũng lầm tưởng và nghĩ rằng mình sắp làm mẹ, mình mang thai. Nguyên nhân dẫn đến những cái hiện tượng thay đổi ngực hay là tiết sữa non này là những rối loạn nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ mà thôi. Dấu hiệu thứ 6, có hiện tượng ốm nghén, cơ thể mệt mỏi, buồn nôn, nôn mửa, rất là nhạy cảm với các loại mùi vị, mùi nước hoa, mùi đồ ăn, cơ thể mệt mỏi, kéo dài, khó chịu. Tính khí thì của những người mang thai giả cũng giống với những người mang thai thật, cũng trở nên rất là thất thường, hay cáu gắt, khó chịu. Đây là biểu hiện tương tự nên chúng ta cũng rất là dễ nhầm lẫn giữa mang thai giả và mang thai thật. Dấu hiệu thứ 7 là những thay đổi về thói quen ăn uống.
Việc này thì cũng liên quan đến hiện tượng ốm nghén khi mang thai thôi. Có thể là chị em chúng ta cuồng ăn hơn bình thường, thèm ăn hơn bình thường, cũng có thể là chúng ta kén ăn hơn, chán ăn, thèm ăn của lạ, đặc biệt là thèm chua, thèm ngọt, là thêm ăn mặn hơn. Thì đây cũng là biểu hiện của những người mang thai thật, mà những người mang thai giả cũng tưởng tượng và cũng có theo. Dấu hiệu thứ 8, có hiện tượng là đau bụng từng cơn âm ỉ của người mang thai thật, vùng kín mềm sưng và cổ tử cung rộng hơn. Có một chị em mang thai giả có dấu hiệu chuyển dạ thật. Dấu hiệu thứ 9 là có bệnh lý giống như là trong thai kỳ bình thường, tiểu đường, huyết áp cao, cơ thể bị phù của hiện tượng tiền sản giật, kèm theo những triệu chứng như là nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, cảm giác rất là khó thở, ngộp thở, nặng ngực, nặng vùng bụng và đi tiểu nhiều lần. Đó là 9 dấu hiệu rất là rõ ràng, đến mức là nếu bạn không làm những xét nghiệm, không thực hiện siêu âm thì sẽ cho rằng ngay là mình là đang mang thai. Mang thai giả thì không phải là một bệnh lý nên nó không có thuốc chữa. Nguyên nhân gây ra chủ yếu là do yếu tố về tâm lý. Chúng ta lo sợ việc có thai quá, hoặc là chúng ta đang mong con quá mức, cộng với những áp lực trong cuộc sống, những vấn đề về sức khỏe. Để khắc phục thì chúng ta cần điều chỉnh cái nguyên nhân về tâm lý này, cần có sự hỗ trợ, đồng cảm và chia sẻ từ người thân, gia đình, bạn bè, và đặc biệt đó chính là người bạn đời, người chồng của chúng ta. Và chính bản thân người phụ nữ cần có nhận thức đúng đắn về hiện tượng mang thai giả và có tâm lý phù hợp. Nếu mà bạn đang thuộc đối tượng là đang mong con, khó khăn trong việc mang thai hiếm muộn, thì chúng ta đừng ngại ngần việc là đến với các chuyên gia tâm lý, những bác sĩ để chữa hiếm muộn nhé, để có lời khuyên cũng như là tư vấn đúng đắn nhất. Nếu chúng ta bị rối loạn kinh nguyệt thì bác sĩ sẽ đưa ra những đơn thuốc hoặc là có những biện pháp để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, cải thiện sức khỏe để giúp chúng ta mau có thai hơn. Tóm lại, hiện tượng mang thai giả không phải là một hiện tượng hiếm gặp, nó thường và phổ biến ở thể nhẹ, tức là chúng ta có thể kiểm soát sớm và xử lý kịp thời tốt. Khi các bạn nhận thấy những dấu hiệu nhầm tưởng là mình mang thai giả, chúng ta cần đi siêu âm, kiểm tra để có được kết quả chính xác nhất nhé, và hiểu rõ về tình trạng này và đối mặt với nó. Ngoài ra, tâm lý thoải mái, sức khỏe ổn định thì chuyện mang thai là mới diễn ra suôn sẻ được. Chúc chị em sớm có tin vui nhé!